Nhìn hai cha con nè, đi múc kem ăn khí thế. Em đang đi ăn buffet ở Cà Mau nha. Bò, ở đây thịt bò, bò Mỹ. Nhiều loại bò lắm. Ăn hết nổi rồi cả nhà. Ở đây bảo quản trong tủ rất là sạch sẽ nha, rất là ngon. Nhiều đồ ăn lắm cả nhà ơi. Thích gì gấp đó. Hai cha con đang gấp cái gì chờ. Ông chủ hay lớn, cháu ăn kem em chú. Ông chủ cho phẩm giá chút đi. Chủ cả vậy ăn kem trời. Đây nghe cả nhà, đây ông chủ ăn kem nè. Ông chủ già rồi mà ông chủ ăn kem nữa nè. Bò nhóc chơi mà ông chủ không ăn, chủ ơi thích ăn kem. Rất là ngon nha cả nhà. Đó. Mấy anh chị em nào có muốn đi ăn buffet ghé cái chỗ này nè. Thành phố Cà Mau nha cả nhà.